Hello, xin chào tất cả các chú anh chị đã quay lại với kênh Hoàng Long Group. Và ngày hôm nay Long sẽ làm một cái đoạn clip chia sẻ về một cái việc mà Long nghĩ là trên mạng đã chia sẻ nhiều rồi, nhưng mà có nhiều anh chị mong muốn là trực tiếp Long chia sẻ để tiện trong cái việc quá trình mà theo dõi. Thì trước đây Long có làm một cái đoạn video clip chia sẻ về cái việc làm một cái trang blogger á. Thì Long có chia sẻ cái cách làm một trang blog cũng như là cách để mà thêm cái tên miền vào cho trang blog của mình. Tuy nhiên thì có một bạn trong nhóm Hoàng Long Group, bạn đó yêu cầu Long là làm một cái đoạn video clip để mà hướng dẫn chia sẻ lại cách để thay đổi cái giao diện của blogger. Thì Long ví dụ như cái trang mà hôm bữa Long tạo thì nó có giao diện như thế này. Đây, giao diện nó như thế này. Ok ha. Đây là giao diện này, thì là một cái giao diện mà Long sử dụng cái giao diện mặc định của blogger thôi. Đó, tại vì Long thấy nó đơn giản và Long sử dụng cái giao diện này. Tuy nhiên bạn nó muốn có một giao diện giống như cái trang này. Đó. Giống như cái trang của Long. Đây cái trang này. Đó, mong muốn là có một giao diện giống như thế này. Đó. Thì ngày hôm nay Long sẽ chia sẻ lại cách để mình có thể thay đổi cái giao diện blogger như thế nào. Thì Long biết là rất là nhiều anh chị mà làm lâu năm có kinh nghiệm trong việc kinh doanh online, thì Long nghĩ là làm một cái trang blog như thế này thì khá đơn giản. Tuy nhiên đối với các anh chị nào mà mới làm, mới tiếp cận với dịch vụ blogger thì có thể nó sẽ khá phức tạp, cho nên Long sẽ chia sẻ lại cách để thay đổi cái giao diện này cho các anh chị nào mà chưa biết ha. Rồi ok. Cách mình làm á thì đơn giản thôi. Trước tiên á thì các anh chị hãy đăng nhập vào cái trang blog của mình. Đó, cái đăng nhập vào cái nơi quản lý trang blog mình á. Hôm bữa Long có chia sẻ là mình vào trang blogger.com này và đăng nhập cái địa chỉ Gmail, và các anh chị nhớ là cái địa chỉ Gmail phải trùng với cái địa chỉ Gmail mà hôm bữa mình tạo cái trang blog nha. Đó, thì nó sẽ ra cái bài viết của mình hôm bữa ở đây nè. Nó sẽ ra giao diện như thế này. Thì để mà các anh chị thay đổi được cái chủ đề á, cái đó gọi là chủ đề hay là giao diện hoặc là template, thì các anh chị nhấn vào cái mục chủ đề đây ở đây nè. Đó, thì đương nhiên á, các anh chị muốn load một cái chủ đề lên trang blog của mình á, thì các anh chị cần phải có một cái giao diện trước cái đã. Có nghĩa là các anh chị cần phải tải giao diện về máy tính của mình. Thì Long ví dụ như đây, các anh chị muốn tải giao diện thì các anh chị lên trên Google và ghi là cái gì là giao diện blogger. Đó, Long ví dụ như đây nè, Long ví dụ như Long tìm giao diện blogger đơn giản ha. Thì đây thì có rất là nhiều nơi họ chia sẻ các cái template miễn phí. Tuy nhiên thì cũng có các template trả phí nữa, thì các anh chị có thể tự mình tìm ha, tự mình tìm một cái giao diện phù hợp cho mình. Thì ở đây á, Long sẽ đặt một cái đường link để trở về cái chỗ là ba cái template blogbot này nè, 30 cái template blogbot này cho các anh chị, hoặc là Long sẽ để một cái đường link mà tải trực tiếp luôn, có thể tải trực tiếp một cái giao diện nào đó về luôn ở cái phần mô tả cái đoạn clip này. Các anh chị cứ vào phần mô tả mà xem ha. Thì các anh chị thấy đây nè, đó, anh chị thấy không, đây là cái phần giao diện của cái trang blog của Long đó, nó như thế này. Thì Long sẽ download nó về. Tuy nhiên các anh chị download cái danh mục miễn phí này thì nó sẽ có một vài mục nó hạn chế, nó không thể giống hệt cái trang web như thế này đâu. Tuy nhiên nó cũng khá là đầy đủ, giúp cho anh chị có thể sử dụng trang web khá là thuận lợi. Rồi các anh chị click vào download nha. Rồi các anh chị click vào download cái này, download nó về. Click vào download và nó hiện ra một cái nơi download như thế này. Đây là Google Drive ha, người ta load trên Google Drive và người ta chia sẻ. Thì các anh chị có thể click vào cái nút tải về để tải xuống. Thì đây do Long đã tiết kiệm thời gian, Long đã tải về rồi cho nên Long sẽ không tải nữa. Thì đây là một cái nơi, cái trang, cái mục Long đã tải rồi nè. Đây ha, đây là cái đem Long đã tải rồi. Đó, đây nè, đó. Thì khi mà các anh chị tải về nó có cái mục như thế này nè. Đó, nó có một cái file .zip, một cái file nén á, thì các anh chị hãy giải nén cái file này ra. Thì các anh chị giải nén ra nó sẽ ra một cái file như thế này. Đây nè, giải nén thì nó ra cái file này. Các anh chị click vào và các anh chị hãy để ý cái mục này thôi. Đó. Cái mục này.
Đó, để cái mục này. Ok chưa? Đó, rồi ok, để cái mục đó rồi. À, bây giờ mình sẽ quay lại cái chỗ trang blog của mình. Thì các anh chị sẽ click, các anh chị khi mà click vào cái phần chủ đề này, các anh chị sẽ thấy đây là cái giao diện mặc định của mình như thế này. Tuy nhiên á, ở đây nó có một cái mục là sao lưu và khôi phục này, các anh chị thấy không? Các anh chị click vào cái mục sao lưu và khôi phục này. Rồi ok. Ở đây nó có cái phần là tải lên chủ đề tệp trên ổ đĩa cứng của bạn nè. Để các anh chị click vào cái mục chọn file này. Rồi ok chưa? Rồi click vào cái mục là cái file này Long đã các anh chị di chuyển tới cái file này nè, cái file nãy Long kêu anh chị lưu ý đó. Ok chưa? Trong cái thư mục mà các anh chị tải về đó, rồi nhấn load nó lên. Rồi nhấn tải lên. Ok. Đó. Đơn giản thôi. Như vậy có nghĩa là các anh chị đã tải xong. Đó. Đã thay đổi xong cái giao diện cho cái trang của mình. Rồi ha. À, bây giờ tới cái mục là chỉnh sửa. Long ví dụ như các anh chị muốn chỉnh sửa cái trang này thì như thế nào? Thì ở đây nó có cái mục là bố cục. Bố cục, các anh chị click vào mục cốt bố cục này. Thì đây nó sẽ có từng mục một luôn nè. À, ví dụ như cái phần này là phần logo nè, các anh chị thấy không? Phần logo nè, đó. Các anh chị muốn thêm cái phần logo, kế bên logo này là một cái hình chẳng hạn. Bên này nè, bên này một cái hình quảng cáo gì đó. Thì Long ví dụ như đây là các anh chị click vào chỗ chỉnh sửa này. Đó. Và Long ví dụ như là các anh chị muốn tìm một cái quảng cáo của ví dụ như lên trên nào xét xét nè. Ha, các anh chị vào phần chiến dịch ha. Rồi Long ví dụ như là mà các anh chị muốn để một cái logo của icon của Sacom chẳng hạn, thì các anh chị click vào chỗ banner nè. Rồi tìm một cái banner nào mà nó phù hợp với lại cái trang của mình á, thì các anh chị thấy nè, ở đây nó có ghi sẵn nè. Ví dụ như Long xóa bỏ nè, Long sẽ làm lại cho các anh chị xem. Ví dụ ở đây nó ghi là 7, 28 và 90 đúng không? Rồi mình tìm cái nào na ná như vậy. 7, 28 và 90. Này là 7, 28 và 90. Này 9, 970 hả? 7, 28 phải không? 7, 28. 7, 28 và 90. À, không có cái nào phù hợp hết. Rồi mình sẽ thử lấy cái này, lấy cái 90 này xem. Rồi ok. À, click vào cái chỗ này. Rồi bát nó vào đây. Rồi nhắn lưu. Mình sẽ F5 nó lại. Đó, các anh chị thấy chưa? Các anh chị đã có được một cái hình ở đây. Đó, nhìn rất là đẹp. Ví dụ các anh chị có thể thêm mô tả vào cái hình này. Nên ví dụ như đây mình sẽ ghi là một trăm chuyến bay miễn phí khi làm thẻ tín dụng Sacom bằng. Rồi luôn. Rồi ha, mình sẽ xem trước. Đấy, các chị thấy chưa? 100 chuyến bay miễn phí khi làm thẻ tín dụng Sacombank nè. Đó, nó có cái hình đây. Đó, và cái logo ở đây. Đó. Thì cái logo này thì các anh chị muốn thay đổi thì các anh chị click vào trong cái phần chỉnh sửa bên này nè. Đó, và các anh chị có thể xóa cái ảnh này bỏ và load một cái ảnh khác vào. Ok chưa? Rồi, kế tiếp phần menu. Thì các anh chị muốn sửa cái menu thì các anh chị click vào chỗ chỉnh sửa nè. Đó, và các anh chị thêm, ví dụ như này, ở đây Long có thêm cái phần vay tiền nhanh. Các anh chị muốn thêm một cái phần gọi là làm thẻ tín dụng chẳng hạn. Làm thẻ tín dụng nè. Đó. Thì ở đây các anh chị có hai cách để các anh chị thêm. Một là các anh chị có thể thêm luôn cái link tiếp thị liên kết ở đây. Các anh ta click vào chỗ thẻ tín dụng thì người ta nhảy qua cái trang làm thẻ tín dụng luôn. Hai là các anh chị có bài viết trên blogger. Ví dụ như đây thì Long chỉ mới viết có một bài thôi, cho nên Long chưa có thể làm một cái bài viết về thẻ tín dụng. Tuy nhiên ví dụ như Long ví dụ nha. Ví dụ các anh chị có thể thay đổi cái giao diện này, thay đổi ở chỗ này nè. Thay đổi nó thành là một cái che, thành một cái giao diện khác chẳng hạn, thành một cái link chỏ trực tiếp về một cái bài viết nào đó, thì các anh chị nhấn ở đây và nhấn save lại. Thì ở đây nó có thêm một mục tín dụng nè, các anh chị lưu lại ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ F5 nó lại.
Em nằm cái trang này lại thì các anh chị sẽ thấy nó thêm một cái mục vay tín dụng ở đây. Cái này thẻ tín dụng nè, cái này vay tiền nhanh nè, ok chưa? Đó, ví dụ như người ta click vào chỗ mục thẻ tín dụng này hoặc là click vào chỗ vay tiền này, nó sẽ nhảy ra một cái bài viết của mình, ok chưa? Đó. Rồi ok, xong cái phần là menu. Rồi. Đó, mấy cái này thì các anh chị cũng không cần quan tâm, ví dụ như phần mà lock lưu trữ block này nè. Đó, ví dụ như các chị không thích, các anh chị muốn xóa nó bỏ thì giới thiệu bản thân với blog này cái thì có thể xóa bỏ. Đây ha, nhấn xóa bỏ. Ok. Đó, ví dụ như đây nhấn xóa bỏ luôn. Rồi. Xóa bỏ. Rồi ví dụ như bây giờ các anh chị muốn thêm một cái tiện ích, ví dụ bây giờ thì nó cái trang nó như thế này. Đó, các anh chị muốn thêm ở bên này nè, thêm một cái hình giống như là cái trang này của Long nè. À, cần vay tiền nè. Các anh chị muốn thêm một cái trang ví dụ như là đăng ký nhận mail, nhận thông tin tài chính mỗi ngày qua mail nè. Thì cái mục này là Long làm để Long thu thập cái mail marketing. Thì khi mà khách hàng người ta điền vào đây thì bắt đầu là Long sẽ gửi mail cho họ. Đó, thu thập mail marketing. Ví dụ như các anh chị muốn làm một cái mục này thì các anh chị sẽ làm như thế này. Thứ nhất thì các anh chị cần phải click vào để thêm một cái tiện ích. Đó chính là thêm cái mục gọi là hình ảnh á. Đây là hình ảnh này, các anh chị thấy không? Thêm một hình ảnh vào. Các anh chị nhấn vào nút thêm vào. Rồi. Ok, cái tiêu đề thì các anh chị có thể ghi là nhận thông báo thông tin tài chính chẳng hạn. Ok ha. Rồi, ví dụ như đây là khỏi cần chú thích gì đâu. Các anh chị sẽ load cái ảnh lên. Thì đây Long có ảnh sẵn rồi nha, các anh chị có thể tự thiết kế ảnh cho mình. Thiết kế ảnh như thế nào thì là trước đây Long có làm một đoạn clip chia sẻ về Canva đó, các anh chị sử dụng cái công cụ đó để làm ảnh. Đây Long làm cái ảnh này rồi, Long sẽ load cái ảnh này lên. Và cái URL liên kết nè, thì các anh chị muốn người ta click vào cái hình này á, người nó sẽ di chuyển tới cái phần nào thì các anh chị có thể click chọn cái phần đó. Thì các anh chị có thể là thay vì là các anh chị thu thập mail thì các anh chị có thể để một cái gọi là một cái chiến dịch nào đó trên AccessChat cũng được. Long ví dụ như đây ha, Long sẽ tìm một cái ảnh của một chiến dịch. Ví dụ như Long sẽ tìm cái chiến dịch về chỉ tâm an đi. Long muốn để chiến dịch chỉ tâm an. Đây Long sẽ tìm chiến dịch chỉ tâm an. Đây chỉ tâm an ha. Long muốn sử dụng cái chiến dịch chỉ tâm an này, các anh chị cứ nhắn vào chỗ banner và mình lấy cái banner đó về. Và các chị nhớ lưu ý là dùng các cái banner nào mà nó phải na ná tới cái khung của mình nha. Ví dụ như cái Long sẽ lấy cái khung này. Đó, sell ai. Rồi, Long sẽ load cái khung này lên. Xóa cái ảnh này đi. Đây, thêm cái ảnh này lên. Đây, cái ảnh Long mới tải đây. Rồi, Long muốn thêm cái link tiếp thị liên kết nó vào. Đây cái link tiếp thị liên kết nó nằm ở đây nè. Đây ha, link tiếp thị liên kết đây. À mình không có copy hết, hoặc là các chị có thể tự tạo. Đây link tiếp thị liên kết nè. Đây copy cái link này. Rồi ok. Rồi các anh chị đặt vào đây. Rồi ok. Các thì có thể nhắn co lại cho vừa nè, để cho nó đẹp hơn, nó vừa khít với cái khung của mình chẳng hạn. Rồi ok, xong. Các chị nhắn R lại xem như thế nào. Đấy các chị thấy chưa, mình có được một cái hình ảnh ở đây, hình ảnh sản phẩm ở đây. Đó, thì nó nằm ở hai mục luôn, cả home và bài viết đều có cái hình này cả. Đó, các chị thấy mình đã có hai mục quảng cáo chưa, một cái mục ở trên này nè, một cái mục ở đây nè. Đó, các anh chị có thể thêm nhiều mục khác cũng được, nhưng mà các anh chị lưu ý á, khi mà các anh chị thêm quá nhiều hình ảnh vào cái trang web của mình á thì nó sẽ dẫn tới một cái tình trạng là cái trang của mình á nó sẽ rất là nặng và cái khả năng load trang nó lâu hơn, thì dẫn đến cái việc là cái trang mình nó sẽ không có được nhiều người xem. Đó, người ta chỉ dễ thoát ra. Đó, các anh chị thấy chưa, khi mà người ta click vào thì nó sẽ nhảy qua cái trang tiếp thị liên kết liền. Đó, Long ví dụ như đây, cái trang của mình bây giờ nó có giao diện như thế này. Đây, cái trang của mình. Đây, cái trang bây giờ như thế này.
Đó, ok chưa? Bây giờ nó khá đơn giản. Bây giờ các anh chị cứ viết bài thêm vào thôi. Đó, viết bài thêm vào thì bắt đầu là cái trang của chị, các anh chị sẽ có một cái giao diện đẹp hơn thôi. Do ít bài quá cho nên là mình chưa có thể thể hiện hết được cái giao diện của trang mình. Đó, coi như vậy là xong. Là các anh chị có thể tùy chỉnh ha, các anh chị có thể tùy chỉnh cái trang của mình ở phần này nè. Đó. Trong phần này. Ha, nhớ ha, phần bố cục. Đó, thì sau khi điều chỉnh xong các anh chị nhắn lưu lại là được. Lưu sắp xếp. Rồi xong. Bây giờ thì các anh chị sẽ thấy là cái trang mình nó có giao diện rất là đẹp rồi. Chấm cúc bông. Đó, đây. Trang mình sẽ như thế này. Ok chưa? Đó. Thì các anh chị do là mình viết chưa có nhiều cho nên là nhìn nó chưa có đẹp lắm, thì các anh chị có thể viết nhiều hơn thì gì thì nó sẽ đẹp hơn nhiều. Rồi, ok. Đó chính là những cái hướng dẫn, cái chia sẻ của Long để cách để các anh chị có thể thay đổi một cái giao diện của một cái trang blog. Thì các anh chị có thể làm theo cũng như là có thể tùy biến cái trang của mình theo ý thích của mình, hoặc là có thể mua những cái loại giao diện mà trả phí thì cái trang nó sẽ load nhanh hơn, và cái tỷ lệ là tùy chỉnh á, là mình có thể tùy chỉnh được nhiều hơn, và giao diện nó sẽ đẹp hơn. Đó thì chúc các anh chị thành công và có thật là nhiều chuyển đổi trong quá trình làm kinh doanh online. Xin chào và hẹn gặp tất cả cô chú anh chị trong các đoạn clip kế tiếp ạ. À.